Thanh khoản là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, tính thanh khoản tiếng Anh gọi là liquidity, chỉ mức độ lưu động, hay còn gọi là tính lỏng, của một sản phẩm, tài sản bất kỳ có thể được mua vào hoặc bán ra trên thị trường mà giá thị trường của nó không bị ảnh hưởng nhiều. Hiểu một cách đơn giản, tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản hoặc một sản phẩm, ví dụ tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất bởi nó có thể dùng để bán, đổi lấy hàng hóa, dịch vụ, mà giá trị hầu như không thay đổi, còn các tài sản khác như bất động sản, nhà máy máy móc có tính thanh khoản thấp hơn vì để chuyển đổi các tài sản này thành tiền mặt phải mất một thời gian rất dài